chào mừng các bạn đến với này movie và series Alice in Borderland thế giới không lối thoát ở tập 7 trò chơi săn phù thủy với độ khó 10 cơ đã khiến toàn bộ bãi biển rối tung binh đoàn với vũ khí trong tay không ngừng tàn sát mọi người với hy vọng giết nhầm còn hơn bỏ sót nhưng dù rất nhiều người đã chết phù thủy vẫn chưa xuất hiện trò chơi vẫn chưa kết thúc nhờ sự giúp đỡ của Khina An đã tìm thấy vân tay trên con dao hung khí, sát hại Momoka và hiểu ra mọi chuyện, nhưng cô đã bị hạ cục trước khi thông báo kết quả điều tra. Tên mặt xăm và tên áo hoa đã bị Kina và tên tóc trắng hạ gục, còn Yusagi với sự giúp đỡ của những người bạn mới, cô đã cứu được Arisu rồi nhanh chóng cùng cậu tìm ra đáp án. Để biết kẻ nào là phù thủy, hãy cùng mình tóm tắt nội dung tập 8, cũng là tập cuối của Alice in Borderland, Thế giới không lối thoát mùa đầu tiên. Tất nhiên, mình sẽ spoil toàn bộ nội dung. Nếu các bạn đã xem phim hoặc không quan tâm tới việc spoil, hãy nhấn nút subscribe, bấm nút chuông bên cạnh, bật thông báo để không bỏ lỡ các video của chúng mình cho tương lai. Yêu Nagi Movie, hãy donate cho bọn mình vài cốc trà sữa để chúng mình có kinh phí ra nhiều video mới nhé. Còn bây giờ, cùng mình tóm tắt nội dung Alice in Borderland, thế giới không lối thoát ngay thôi nào. mở đầu tập 8, bình đoàn quay những người còn sống về sảnh chính để sát hại, nhưng một số thành viên không nhận tâm ra tay. Ngay sau đó, Arisu xuất hiện và khuyên mọi người dừng tay. Do cậu bị chính binh đoàn bắt nhốt suốt thời gian dài, đảm bảo cậu không phải phù thủy. Nhưng Agni không thèm quan tâm mà tiến tới đánh cậu tới tấp. không ngăn cản được yusagi đổ tội phù thủy cho aggyny khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ chính aggyny cũng tự nhận mình là phù thủy tuy vậy binh đoàn không dám bắn anh ta Go ahead. Do it. trong khi đó arisu khẳng định aggyny không phải phù thủy với sự đồng cảm khi chứng kiến những người bạn thân bỏ mạng arisu chắc chắn chính aggyny đã giết thợ mũ bởi vậy anh ta mới điên cuồng sát hại mọi người ở đây cậu cũng suy đoán, nhi và thợ Mũ vốn là bạn thân, hai người chỉ diễn trò đối đầu trước mặt mọi người để hợp tác kiểm soát hai tên bệnh hoạn, tên áo hoa Niragi và tên mặt xăm Rasubosu. Tuy nhiên, điều đó càng khiến nhi thêm tức giận và tấn công Arisu. Hóa ra, nhi đã cùng thợ Mũ xây dựng bãi biển, biến nơi đây thành vùng đất của sự hy vọng. Nhưng sau đó, chứng kiến việc thợ Mũ xa rại mọi người ở đây chỉ vì họ giấu các quân bài, nhi đã bắt đầu thấy không đúng. Cảm giác đó ngày càng tăng dần, cho tới đêm hôm trước sau khi thở mụ hoàn thành trò chơi, hai người trở về quán ba bãi biển trước đây để thảo luận. Nhi muốn giải tán bãi biển vì việc thu thập các quân bài để trở về thế giới cũ chỉ do thở mụ bịa ra mà thôi. Anh không muốn dối gạt người khác, nhưng thở mụ không đồng ý. Ông cho rằng bãi biển như một vương quốc dòng tạo ra, mang tới sự hy vọng cho mọi người và cho rằng Nhi đang muốn phản bội. Nhi đã quá mệt mỏi phải đi cùng những kẻ hâm dở của binh đoàn. Anh chỉ muốn như ngày xưa cùng thờ mụ sát cánh dù rất tiếc thờ mũ vẫn đành quyết định từ chối ông rút súng bắn argy, nhưng kết quả bị argy bắn chết chỉ cần nhìn vào ánh mắt của argy, arisu đã hiểu ra tất cả rằng chính tay argy đã giết chết người bạn thân thợ mũ do đó argy muốn giết hết mọi người ở đây vì cho rằng bãi biển đã khiến thợ mũ phát điên Bị độc vị, Aguni tức giận xông ngã Arisu. Mọi người bắt đầu hiểu ra, Aguni chẳng quan tâm tới trò chơi săn phù thủy. Anh ta chỉ đang muốn giết tất cả mọi người. Còn Arisu tuyên bố, đáp án chính là Momoka. Cô ta đã tự sát, nhưng cậu tiếp tục bị Aguni tấn công. Cơn điên của Aguni càng tăng thêm và bắt đầu đánh nhau với tất cả mọi người. You all wanna kill me, right? <laughs> Hóa ra, súng của thợ mũ không hề có đạn. Điều đó khiến Agni đau đớn tới mức điên cuồng như hiện tại. Anh tấn công mọi người với mong muốn bị ai đó giết chết. Để ngăn cản đám đông hỗn loạn, Asahi hy sinh thân mình bằng cách tiết lộ thân phận rằng cô là một người chia bài rồi ngay lập tức bị hệ thống bắn chết. Sự việc đột ngột khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Đồng thời, Kuina dẫn An tới và tuyên bố, nhờ vào dấu vân tay cầm ngược trên con dao hung khí, An khẳng định chính Momoka đã tự sát, cô ấy mới là phù thủy. Arisu tiếp tục bài ca tư vấn, khuyên nhủ Agunyi bình tĩnh sống tiếp, rằng tất cả mạng sống đều quý giá, hãy biết trân trọng. Xem tới đoạn này, bản thân mình khá khó chịu, vì dù sao Aguri cũng vừa ra lệnh tàn sát, giết chết rất nhiều người của bãi biển. Sao có thể đối xử với một kẻ độc ác như thế bằng võ mồm chứ? lúc này đám cháy đã bùng tới sảnh chính khi mọi người chuẩn bị mang xác của momoka đi thiêu hoàn thành trò chơi thì bất ngờ tên áo hoa xuất hiện tấn công tất cả hóa ra hắn vẫn còn sống sót sau pha rơi từ sân thượng xuống trong cơn điên cuồng hắn xả súng vào đám đông khiến rất nhiều người chết với tốc độ tuyệt vời yusagi và arisu xông vào ngăn cản nhưng cả hai đều bị hắn đẩy ra Ngay khi hắn chuẩn bị xa súng bắn chết hai người, bất ngờ A Nhi xông vào chắn đạn và vác hắn chạy vào đám cháy. Nhân cơ hội, những người khác mang Momoka đi thiêu. Arisu phát hiện ra một chiếc điện thoại có thể quay video bên cạnh xác của Asahi. Sau khi Momoka bị thiêu cháy, những người sống sót nhận được xác nhận đã phá đảo trò chơi. Bên mặt Sam mỉm cười hạnh phúc bỏ mạng trong đám cháy, còn những người khác rời đi cùng sự tiếc nuối về thiên đường bãi biển của họ đang biến thành tro bụi. Yusagi vẫn rất tức giận về vụ thảm sát của binh đoàn và muốn bọn họ phải trả giá. Nhưng Arisu ra sức ngăn cản cô, vì điều quan trọng nhất là họ vẫn còn giữ được mạng sống. Ngay sau đó, cô gục xuống vì kiệt sức. Một tên trong binh đoàn cũng hối hận mà tự sát, nhưng súng của hắn ta đã hết đạn. Bên trong tòa nhà, tên tóc trắng chờ đợi đến giây phút cuối cùng để thu hoạch quân bài mười cơ tất nhiên kuina cũng có mặt như vậy hắn đã có đủ các quân bài số tuy nhiên hắn tin rằng điều đó vẫn thật vô nghĩa rốt cuộc những người thiết kế trò chơi muốn gì đây hôm sau arisu kiểm tra chiếc điện thoại của asahi và phát hiện ra những đoạn video do cô tự quay theo đó asahi và momoka trong trang phục nữ sinh phát hiện ra toàn bộ mọi người đã biến mất sau đó hai cô được một người dẫn tới trụ sở của tổ chức rồi trở thành người chia bài nhiệm vụ của họ là giúp đỡ những người quản lý trò chơi có khi họ tham gia chơi cũng có khi đóng vai quỷ họ sẽ giả vờ chơi để gây rối tâm trí người chơi hoặc hỗ trợ thiết lập trò chơi giống như những người chơi khác trong khi chơi người chia bài cũng bị giám sát và sẽ bị giết nếu để lộ thân phận hoặc để người chơi chiến thắng khi toàn bộ những người chơi khác chết đồng nghĩa với việc người chơi bài chiến thắng họ cũng sẽ được gia hạn visa theo cấp độ của trò chơi tương ứng trong đoạn cuối của video hai cô gái đi dọc đường hầm trong ga tàu điện rồi tới một khu vực chứa đầy màn hình theo dõi nơi những người quản lý giám sát người chơi. Tại đây, những người quản lý đang ăn mừng một cách vui vẻ và hạnh phúc trước sự thua cuộc của những người chơi. Asahi rất săn vặt vì việc phải tìm cách giết hại người chơi. Tuy nhiên, họ cũng không còn cách nào khác để gia hạn visa. Có vẻ, vì mặc cảm tội lỗi, cùng cái chết của người bạn thân Momoka, Asahi mới hy sinh bản thân mình như vậy. Đi theo các địa điểm trên đoạn video, Arisu và Yusagi tìm tới trụ sở của tổ chức. Nhưng tại đây, đèn đóm đều tối om, chẳng hề giống không khí nhộn nhịp trong đoạn video kia. Hóa ra, tất cả mọi người đều đã chết. Vết thương của họ chứng tỏ chính hệ thống đã gây ra. Bất ngờ, tên tóc trắng và Kirina cũng xuất hiện. Hóa ra, mảnh giấy trên xác của tên quỷ ở tập 2 chính là bản đồ tàu điện ngầm của thành phố. Nhờ thế, hắn đã tới đây trước cả Arisu. Tất cả đều đồng ý rằng những người quản lý ở đây cũng chỉ là những người bình thường họ bị giết khi bại biển phá đảo trò chơi mười cơ. Chắc chắn vẫn còn những người quản lý cấp cao hơn. Bất ngờ, toàn bộ màn hình được bật sáng. Mira, cô gái trong nhóm điều hành ở bãi biển xuất hiện trên màn hình và thông báo người chơi đã phá đảo toàn bộ các trò chơi của quân bài số. Cô ta cũng nhắc nhiều về sự hy sinh của rất nhiều người trong quá trình đó. Mira cảm động và tuyên bố giai đoạn mới sẽ bắt đầu ngay vào buổi trưa ngày mai với các trò chơi tuyệt vời tương ứng với các quân bài hình người. Hôm sau, rất nhiều pháo hoa trên bầu trời giai đoạn tiếp theo của cuộc chơi. Khắp thành phố, những chiếc khinh khí cầu mang theo các quân bài hình người khổng lồ đánh dấu những trò chơi khắc nghiệt đang chờ đợi ở phía trước nhưng giờ đây aris đã có đồng đội mới và mục tiêu trước mắt chắc chắn ở đó sẽ có đáp án mà cậu cần tìm That's where we'll find our rõ ràng xét về độ thông minh và quỷ quyệt tên thúc trắng có phần nhỉnh hơn aris rất nhiều phải chăng trong các phần tiếp theo bọn họ sẽ kết hợp để vượt qua các trò chơi mới hay Arisu vẫn sẽ bị tên tóc trắng sử dụng như quân cờ đây? An có đồng hành với bọn họ tiếp hay không? vai trò của Mira là gì? Còn quái chơi những câu hỏi mình đang thắc mắc, hãy chờ đợi phần phim tiếp theo để có đáp án nhé. Vừa rồi là tóm tắt toàn bộ phần mở đầu của Alice in Borderland, thế giới không lối thoát. Bạn nghĩ sao về tập phim này? Hãy cho bọn mình biết bằng cách để lại comment ở phần bình luận. Nếu thấy video này hay, hãy like, share và comment để ủng hộ tinh thần bọn mình nhé yêu Nagi like Movie, hãy donate cho bọn mình vài cốc trà sữa để chúng mình có kinh phí ra nhiều video mới nhé. Đừng quên subscribe Nagi Movie và bấm chuông bên cạnh để bật thông báo, tránh bỏ lỡ các video của chúng mình trong tương lai. Các video mới sẽ được chúng mình đăng tải vào 12 giờ các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. about good